Hôm nay tôi chia sẻ cái video này để nói đến với các bạn về một phương pháp mà tôi bắt đầu ngày mới. Tôi áp dụng từ mãi 2009 đến bây giờ là đã 15 năm. Và trước đó rất nhiều năm các bạn, tôi cứ loay hoay là buổi sáng, cái thói quen buổi sáng nó rất là quan trọng. Nó sẽ định hình cho cái ngày của mình, định hình cái ngày mà nó tốt thì nó sẽ định hình cho cái tuần của mình, định hình cái tuần của mình mà nó được tốt thì nó sẽ định hình cho cái tháng của mình. Đó. Để có một cái tháng tốt thì mỗi ngày chúng ta cứ tốt như vậy. À, đúng không? Đó. Và tôi cũng tìm hiểu rất là nhiều cách, ví dụ sáng dậy đọc sách, sáng dậy chạy bộ, sáng dậy thế này thế kia. Và có thời điểm thì làm được nếu thời tiết nó tuyệt vời. Thì ngày nào mình cũng có thể ra chạy bộ được, nhưng mình trời mùa đông, trời mưa thì sao, trời tuyết thì sao. Rồi lỡ như cái ngày mà mình say xỉn buổi tối hôm trước, buổi sáng hôm sau muốn dậy sớm mới đọc sách, bắt đầu cái ngày mới của mình đúng cái giờ đó, nó cũng rất là khó. Cho nên là sau đó tôi mới nói là ok, tôi mới tìm thử. Và cái phương pháp là mỗi ngày đọc một cái câu nói để mà suy nghĩ, nó trở thành một, lại là một cái kim chỉ nam, nó hoạt động với tôi đến bây giờ cực kỳ hiệu quả. Bởi vì buổi sáng dậy chỉ cần dành 5 phút để suy nghĩ, sau đó sau khi 5 phút đó để mà tìm một câu nói ngẫu nhiên để mà đọc, suy nghĩ về nó, xem thử cái hành trình của mình có cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm, có những câu chuyện gì nó liên quan tới cái điều đó hay không, để nhắc mình nhớ về cái hành trình của mình, để nhắc cho mình tiếp tục bước cái hành trình của mình ngày hôm nay và những ngày mai sau, đúng không? Cái sự ngẫu nhiên đó nó rất là hay, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái câu nói mà nhận được của ngày hôm nay nó là cái gì, để mỗi ngày nó có một cái sự hứng khởi dậy để xem, dậy để đọc. Đấy. Cái thứ ba là trong một ngày nó có rất là nhiều chuyện nó có thể xảy ra nằm ngoài cái ý muốn của mình. Bạn, chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, đúng không? Cho nên những thứ mà nó xảy ra nằm ngoài cái kiểm soát của chúng ta dễ bị bực bội, dễ bị lạc trôi, dễ bị lo lắng, dễ bị sợ hãi, dễ bị rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau, thì cái câu nói đó nó sẽ giúp cho tôi tách biệt là giữa cái việc đang xảy ra. Thì và mình sẽ suy nghĩ gì về nó như thế nào, để khi quay ngược trở lại đưa ra quyết định thì nó chỉnh chu hơn rất là nhiều. Thì câu nói tôi nhận được ngày hôm nay đó các bạn này là if you can do something now, do it now. Nghĩa là nếu bạn có thể làm được cái việc gì thì ngày hôm nay làm cái việc đó đi. Và tôi chia sẻ cho các bạn đó. Bây giờ tôi sẽ không chia sẻ câu chuyện cá nhân về cái cuộc sống, mà tôi chia sẻ về cái công việc để cho các bạn biết không. Tức là có những cái thời điểm trong cuộc sống đi làm của tôi đó, có những con người tôi muốn get rid of họ, là tôi muốn cho họ ra khỏi cái tổ chức, bởi vì cái năng lực, cái tính cách thế này kia, bao nhiêu cái câu chuyện mà tại thời điểm đó tôi cứ do dự rất là nhiều. Do dự bởi vì sao? Nếu mà mình cho một người nghỉ, đồng nghĩa với là cái cuộc sống của họ sẽ gặp một chút trắc trở, một chút bấp bênh. Và cho họ nghỉ thì cái mối quan hệ của tôi với người đó nó như thế nào? Bởi vì từ ngày lúc mà phỏng vấn họ, tôi là người mời gọi họ đi vào. Nhưng mà trên cái hành trình mà phát triển nữa của hai đi chung với nhau á, nó có nhiều cái điểm để mà hai cái tiếng nói nó không còn đồng hành được nữa. Và tôi cân nhắc quá nhiều giữa cái việc cảm xúc và suy nghĩ của tôi dành cho họ, nhưng mà cái chiều ngược lại thì họ cứ nhỡ nhơ giống như là không có điều, không có chuyện gì xảy ra, anh Hà ông cũng sẽ không bao giờ làm cái việc là cho mình nghĩ dạng như vậy. Và những cái gọi là bad apple, là những quả táo thối ấy, nó rụt ở trong đó, nó làm cho hệ thống họ nhìn vào, họ sẽ đánh giá rất là nhiều về tại sao con người đó mình không làm gì hết, tại sao cái hệ thống mà nó lại để có những cái bad seed như vậy, những cái hạt mầm mà nó xấu xí như vậy. Để rồi tới khi lần nào rồi tới cái ngày đó gọi là judgment day, cái ngày phải đưa ra quyết định cuối cùng, tôi vẫn phải cho người đó sa thải. Ước gì tôi làm gì đó sớm hơn, ước gì tôi đưa ra quyết định mà nó gọi là từ thời điểm ngay từ thời ban đầu đó, nó sẽ giúp cho hệ thống của tôi hiện tại nó tốt, mà giúp cho cái con người đó hiểu lại được họ là ai, họ làm gì và họ đang như thế nào, để họ tự họ sửa họ về sau này. Đáng tiếc là những cái thời điểm đầu khi tôi đi làm, tôi không có được cái sự suy nghĩ sâu sắc như vậy. Cái suy nghĩ nhiều quá như người khác mà quên. Thế nên là sau này đối với tôi, cái gì có thể làm được, do it now, là làm ngay và luôn. Con cái tôi cũng vậy đó. Mỗi lần mà các bạn mà cứ quên đọc sách, tôi chỉ nhắn các bạn là mỗi ngày các bạn phải đọc bao nhiêu trang sách, như vậy là các bạn tự cho cái số để các bạn đọc.
nhớ không? Là ví dụ như là các bạn đã là cam kết với tôi thì các bạn sẽ đọc 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 đọc. Tôi nói là nếu mà như vậy thì cứ mỗi ngày các bạn đọc và đọc nào, đọc ngay và luôn thì sẽ không có phải bị nợ, sẽ không có phải bị quên, sẽ không có phải bởi vì thế này bởi vì thế kia mà không có thời gian dạng như vậy. Do it now, now, đừng có trì hoãn nữa. Ok, bạn đang có những cái gì bạn muốn làm mà bạn đang để những cái sự trì hoãn đó nó làm chậm lại cái việc bạn muốn làm hay không? Bạn đang có những cái suy nghĩ gì đó khác mà nó ngăn bạn lại để làm cái điều bạn muốn làm hay không? Nếu có thì suy nghĩ về nó. Do it now nha.